Rồi mời 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 đấy, cái nước ngọt không? À. Cái nước ngọt cho nhẹ. Để lấy nước cam, lấy nước cam. Và nay mình ăn cái là mời lên đẩy ban phép lành của anh ra rồi chúng ta tiếp tục tiếp tục tôi lên đọc tên cũng là học anh của Thiên Chúa ha. Hôm nay cũng có hai cha biến anh qua rồi có mình Phan Như tất cả anh chị em ngày hôm qua đã gặp mặt nhau mừng lễ của cha Yên 30 năm, mừng lễ của gia đình anh Ba Sứ 30 năm, và hôm nay là Tuấn và Amini cũng 30 năm thành hôn, thì xin Chúa chúc lành cho hai cha tất cả chúng ta và riêng cho gia đình Tuấn và Amini các cháu được mọi sự bình an hòa thuận, để cho cái tình thân ái của chúng ta cũng nối kết bền chặt hơn từ hôm nay và mãi mãi. Amen. Chúa chúc lành cho những cô anh chúng con sắp tới gần đây, do lòng nhân từ Chúa thương ban và công chức của gia đình và tất cả mọi người, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Amen. Cha và Con và Thánh Thần. Amen. 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 Mình cần phải vô bên trong, ai cần không cần chạy thì chạy vô bên trong.